Chào các bạn nha. Chào các bạn. Nay anh em mình sẽ làm mình đổ bánh xèo nha các bạn. Đổ bánh xèo cuối tuần. Mình mới nhóm lửa, đang nhóm lửa rồi. Chờ có than. Đầu tiên là một cái dừa khô. Chút xíu mình sẽ lột, mình sẽ lấy nước cốt dừa. Lúc trước mình có sử dụng gạo á, gạo của mình đem ra ngoài mình xay nhưng mà không có thời gian á, cho nên mình mua luôn, mua bột gạo nha. Đây là bột gạo nha, bột gạo. Rồi thêm một cái bột làm bánh xèo, bột này làm bánh xèo nha. Rồi củ sắn, củ sắn, giá. Dùng để làm cái nhân nha các bạn. Rồi cái này thêm giá nha các bạn. Của mình là thành phần chính là thịt thịt xay nhuyễn với với tép nha. Này đây là mình làm cái nhân. Giờ mình sẽ sắc mỏng 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 cho nó đẹp. Đó, mình được như đây là được cái hơn 10 cái nha các bạn. Giờ mình vắt nước cốt nha các bạn. Vắt nước cốt để mình pha bột, pha bột làm bánh xèo á. Vắt để qua hao này hết đi. Ở dưới quê mình sử dụng tay không quen các bạn, rửa tay sạch mình làm à, chứ không có cần phải bao tay đâu nha. Nước cốt này mục tiêu của nước cốt là để cho nó bột nó béo. Mình ăn nó ngon nha, tăng cái vị ngon lên. Giờ mình pha bột nha các bạn nha. Giờ nước cốt xong rồi, giờ bỏ bột vô nha. Bột bánh xèo á. Ừ, hai chai luôn hả? Người ta kêu mua chai mà không nổi đi mua hai chai luôn. Không biết là anh mới kêu chai cam chai nào. Đây người ta kêu múa chai cam không à. Sao anh đi phá sản luôn. Sắp gần tới cái ngưỡng phá sản. Anh kêu bên kinh cái gì ra, cái khích đó ra đựng nước. Rồi thôi, đặc quá rồi, tiếp tục. Ủa này, bột này pha ý tứ. Kêu bà Linh về bánh xèo. Má ơi. Mày nặng nhiều nước nhiều. Chờ tiếp tục. Bột này pha ý tứ mà. Ừ, cái này có tứ. Chị nghe lộn. Nghe lộn. Mai kêu mua hai chai mà, một chai Menda đe ca. Ơi. Uống chai nào chưa khóc cho. Thôi giờ quậy rồi có được chưa? Nhắc nữa. Quậy đi, quậy đi bên. Dẹp đi hậu, dẹp cái đồ dắt. Rồi, xong. Nửa chai một ca. Ồ, chắc được à. Rõ một kìm dữ nha. Nó rất bài ca.
mình đang là quậy bột nha các bạn. Giờ là mình bỏ để nêm nêm bột cho nó ngon ngon xíu các bạn. Nó đậm đà rồi xong rồi. Nè. Dạ. Ly nè. Để đại đi không sao đâu. Bịch bột mấy giờ mấy cái rồi bơi. Bỏ tiêu vô chó cay cay ha luôn. Thơm. Thơm bột. Để lá cho nó đẹp. Để lá hồi sụt cái này ra sau lưng. Mình ghê là để lá. Nó quậy dễ. Rồi đây trồng nữa dễ. Cái này nè. Ừ, vậy đó cho nó ráo. Lấy cái bắp này nè. Vậy. Cô sao nó hết xèo rồi. Nè, này nguyên chất rồi. Bỏ vô nó mới xèo. Làm sao? Giờ chế đưa xèo. Bánh xèo là nó phải xèo đúng không ta? Ừ. Ừ, bánh bánh ít ít á, nhiều thiếu à. Có nhiều bột hả Bi? Bánh mấy ra? Mua có 1 bịch bột à. 2 bịch mà. Thấy có 1 bịch bột. 2 bịch luôn. Gạo nữa mà. Gạo nữa. 1 ký đó. Nhận 1 ký đó. Cũng được mười mấy cái. Cái miếng kèo phải có bột gạo xung không? Múc miếng nữa tán vô. À, tán phải bột rồi kìa. Rồi. Thấy bột khô rồi mẹ. Dầu khô vậy được rồi đó. Các bạn được 3 cái nha. Được 4 cái nha các bạn. Ồ, đừng đi mở rồi. Em đi rồi. Em đi nhắm vô đây. Bỏ chưa được mấy cái luôn. Mười mấy cái. Mình nghĩ 20 cái. 20 cái. Thank you.
Hồi xong nước cũng đi luôn. Ở đây có mấy con sâu, sâu rồi trên cái lưng của nó có chùm lông 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 nè. Ê như quỷ mà cái gì? Con rắn chín đầu vậy, lông 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 lông. Bên bên nó mới đi bị lửa cuốn trong trắng. Hôm qua mới thấy hai bà con thả xuống. Dạ, cái trời nó không bên ngồi đây. Đây là nguyên cái giờ cái thau rau nè, cái này thau bột nè các bạn đó. Còn này là nhân nè, nhân là mình nhiêu đây thôi đó. Đây là cái nguyên liệu để mà bôi trơn là mỡ nha, mình xài mỡ chứ không phải xài dầu nha các bạn. Có sao lao chỗ này rồi. Kệ bỏ đi, không sao đâu. Trời, giọng khênh khang. Tôi cứ ra đây ngủ mất. Mấy con gì nó như con kiến nó bò hoài đây, giống như kiến cánh vậy mà chút ép à. Gần xong các bạn ơi. Quá tại rồi, nó nổ lung 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 lung, nó nóng quá. Nhưng nào nó nổ không bằng.
Anh đi. Ủa mua cái bông đâu hả? Anh đi. Bên hả? Để đi Tết bắn cái bông anh đi. Hậu chú đích ra lên bắn cái bông cho. Anh đi chú đích bắn cho. Hậu bắn pháo bông không? Bắn pháo bông phải bắn bông khuya. Biết. Bắn nhau. Mấy cái đồ nó biết bắn. Trời ơi, có người qua nó điện đi ơi. Chọn luôn. Qua mấy người. Nè, đó không? Nè. Ghê à. Thôi, giờ được rồi. Nè, đâu, hậu lấy dĩa ơi, lấy dĩa cho hậu ơi. Hậu tự lấy. Mì chiên cái hát biểu diễn anh đi. Rồi bây giờ mời các bạn cùng dùng nha các bạn. Quá đã luôn rồi. Rồi vô. Giờ mình gói trước nha. Nè. Mời các bạn nha. Sao câu tới? Cho câu cái dĩa đi đây. Mời các bạn nha. Mời các bạn dùng với mình nha. Cho một cái thì bỏ vô mấy con rau vô. Ngon. Ngon. Quá ngon các bạn. Quá ngon. Ăn đi. Ăn bên nào vậy? Ăn gì nói tôi lấy cho. Ăn giúp cao. Ăn giúp cao. Ăn bữa nè. À, vô các bạn ơi. Ồ, quá đã luôn. Sắn đi mày. Quan trọng là sắn. Ngon bơi. Quá đã luôn bơi nha mọi người. Cảm ơn mình chào không. Quá bự luôn. Hả? Cảm ơn chào không ngon không? Cuốn bự quá. Quá êm luôn. Quất 6 cái trái luôn á. Này là món hay từ trong tim mình ai cũng thích bánh xèo đó với các bạn. Lý do tại sao mất phân trưởng thành con sẽ đi tìm cái gan là con ăn đó bộ câu tôi hứa.
nước này bạn, con nhỏ bạn em học lớp 7 mà không có răng luôn. Đúng hết trơn à. Nhỏ nào? Nhỏ mới chuyển vô hả? Không lo. Tính đâu nhỏ mới chuyển vô chứ. Vậy là nó không phải là con gái thực tế thôi. Đúng rồi, nó lùn quá. Trừ ra cái Bin kể ví dụ nhỏ kia Bin. Mấy nhỏ kia trong lớp á, nó ẹt á. Thôi đi Bi ơi, thôi đi ăn. Kể chuyện đó. Năm tào láo quá. Đó, anh Bi anh dơ bộ anh dụ. Kể nha. Mày kể thì mày không ăn, anh Bi ăn nhiều á. Rau này rau gì ta? Rau nè. Rau thơm. Em ăn dớ cá mà dớ cá ăn mặn vậy. Cái tô. Dạ. Vậy cá thôi chị mày. Cá thôi kìa. Đồ kho ăn kìa ngon lắm. Đi. Hết luôn các bạn ơi. À. Còn một cái cuối cùng. Ai hết nổi à. Sự chiến đấu quá ngoan cường của mấy đứa tụi tôi. Và tôi là người đầu hàng đầu tiên. Tôi là người đầu hàng. Tôi là người đầu hàng.